Nha các bác nha, hôm nay là tối ngày thứ sáu, nghĩa là ngày mười mấy nhỉ, 19 à, 19 tháng 8 à, đúng không? 19 tháng 8 thì em lên sóng cho anh em cái con này là nó bị lỗi, nhưng mà nó là cái tông bộ bộ đại và nó đã trưởng thành rồi nhá. Con này nếu như mà nó không lỗi thì phải 2 triệu rưỡi đến 2 triệu anh em ạ. Nhưng mà em lên sóng cho con này em để cho anh em có 500 thôi. Lỗi là nguyên nhân là ở cái lồng rộng thì nó vẫn bình thường, nhưng mà nếu như mà các bác nuôi trong cái lồng đơn nhỏ này thì đôi khi nó hơi ngoái nhá. Nó chỉ ngoái 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 cái đầu một chút thôi. Nếu mà anh em nào dễ tính chơi hoặc là anh em nào dùng để ghép đẻ thì thôi rồi luôn nhá. Con này là trong quá trình em nuôi thì em đã đánh dấu bằng một cái vòng màu vàng và để một cái đoạn dây rất là dài ra như này. Đấy thì con này đã nuôi lại. Đấy, tất nhiên là nó thỉnh thoảng nó ngoái thôi. Dòng này thì là dòng phấn hồng, bộ to. Đấy, Quỳnh Cường này. Anh em nhá. Chim phao xám. Mặt mũi rất là tợn, mỏ dài. Chúng anh em là chơi với ít vốn mà chơi con nó dễ tính một chút thì anh em chơi được. Mình cũng không chê con này làm gì cả, nhưng mà dù sao thì nó vẫn là một cái lỗi ngoái. Thì có nào thì mình nói thật như thế. Đấy. Thế như là khi nào anh em mà có thấy ngoái thì anh em không có thể là bắt vạ được em, mà cũng không có ý kiến gì được với em cả. Còn chim thì em đảm bảo là chim đực, chim nhóm 1, đấy, âm thổ anh em nhé. Chim rất là tợn. Để giá cho anh em 500k là anh em về ghép đẻ cũng được, mà anh em về chơi cũng được. Nếu anh em nào có khả năng thời gian chịu khó cho uống thuốc bổ sung chất, cái ngoái này là nó nguyên nhân là nó cũng là do thiếu chất thôi. Nó trở thành bị kiểu dạng là bị một cái tật thôi. Thì nếu anh em mà có cái kinh nghiệm thả ra vi rồi cho uống thuốc thời gian này nó sẽ, con này thì thôi rồi anh em yên tâm là nó là dòng bộ đại nhá, bộ cực kỳ đại luôn, chân đỏ đấy, em gọi là clip chim ngoái nhá, thanh lý đấy. Để giá gọi là cho anh em dễ tính, gọi là clip chim ngoái đấy. Anh em cứ yên tâm là dòng này là dòng bộ đại nhá, bộ cực đại luôn đấy. Nên sóng cho anh em là cụ thể, giá công khai, nội tật nói công khai. Tại vì nuôi nhiều thì cũng không thể tránh được khỏi những cái con tật lỗi nọ kia, thì để rẻ cho anh em thôi. 1,5 triệu, 2 triệu thì để 500 thôi. Anh em chốt sớm nhá. Số Zalo, số liên hệ của em là 0335305982. 0375897487 anh em nhé. Đấy là một số nữa. Đấy. Tí nữa em sẽ lên, lâu lâu em sẽ lên những con tật nhẹ nhẹ, nó bị khoằm một móng hay là nó bị như nào đấy thì em sẽ để rẻ cho anh em. Đấy. Nói chung kênh của em những con lỗi em chỉ bán từ 3 đến 500 đổ lại thôi. Đấy.